sư phụ, các con hãy thay thầy mang ánh sáng Phật pháp vào khắp năm châu. Nay chúng con mừng vui, hạnh phúc loan báo một tin mừng, rằng có một con đường chân chính, rời xa mãi tất cả khổ đau, đưa chúng sinh đến hạnh phúc bền lâu. Đó chính là con đường Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng con mừng vui, Phật pháp tỏa sáng khắp muôn nơi, như những lời căn dặn của sư phụ, các con hãy thay thầy mang ánh sáng Phật pháp tỏa khắp năm châu. Chúng con nguyện sẽ mãi khắc ghi, mang ánh sáng Phật pháp chan hòa đến tất cả người Việt Nam ta, đến với cả những người bạn ngoại quốc, không phân biệt màu da đất nước, để tất cả được hạnh phúc an vui. Chúng con nguyện sẽ mãi khắc ghi lời căn dặn chỉ dạy nơi sư phụ, cùng gắn kết tình người tình dân tộc, Phật pháp sáng soi khắp năm châu tràn, thế giới hòa bình có pháp Phật hiển vi.